Rồi bây giờ mình sẽ bắn này. Phase shift. Và ôi da, các bạn ơi, đau quá. Mình sẽ hồi máu một chút này và mình sẽ ngắm vào con robot khác, đó thì quay lại luôn con robot chỉ để không mất đi cái khả năng lock con. Quá chặn. Đó thì mình sẽ rút lui. Và bắt đầu áo chun. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong này. Bắn tiếp này. Rồi rồi, ok nha, đợi đợi các bạn đợi này. Áo chun có gì nó sẽ. Rồi áo chun bay lên rồi và sau mình sẽ kích hoạt khả năng để áo chun không thể bắn được mình. Và đồng thời bấm advanced repair unit. Đó và sau thì mình sẽ đợi cho áo chun lúc hạ cánh xuống, mình sẽ lao ra để mình giết nó bằng cách như thế này này. Và boom, triple kill và sau đó là con hawk. Mà cái nào đó nó không bắn chúng mình. Đấy, con hawk bắn chợt rồi, cái ngắm của hawk quá kém và sau thì mình sẽ kích hoạt được luôn. Last stand của hawk rất là dễ dàng. Đó thì mình sẽ đợi cho khả năng đặc biệt hồi lại, mình sẽ boom, mình sẽ dùng nó để cho hawk không thể nào bắn được, và mình sẽ mình chạy vào trong cover, chạy vào trong bức tường để nấp và đợi sau khi hawk đáp xuống đất không còn vũ khí tích hợp sẵn thì mình lại lao ra và boom, rampage. Rất là buồn cười các bạn ơi, khi mà một con Orochi với Clark Community của mình nó hạ được đỉnh. Hey yo, xin chào tất cả anh em, mình là Metal Gamer và đây là Guru Robot bản thử nghiệm. Và như đã hứa trong video lần trước về mình test Saranka Titan mới trong trò chơi, thì mình có hứa với anh em là mình sẽ làm riêng, mình sẽ làm thêm một cái video nữa về Orochi nha. Thì đây chính là nó các bạn ơi, Orochi. Rất tiếc là chúng ta không trang bị được phi công, thì mình đang có ở đây 5 cách setup khác nhau đó, và mình sẽ có tổng cộng là 15 overdrive unit, 3 overdrive trên mỗi con. Chúng ta sẽ cùng chơi với nhau nha. Trước tiên thì mình sẽ sử dụng Calamity, và đặc biệt con này là rất hay là do cái khả năng đặc biệt của nó có tăng tốc độ chạy, cho nên là con này có thể bắt cột mốc rất là dễ dàng đấy. Nhưng mà sau 2 tuần thì người ta đã giảm sức mạnh của Orochi, đặc biệt là ở cái khả năng đặc biệt kỹ năng ấy. Thì lần đầu tiên khi mới ra mắt thì cái thời gian mà nó tồn tại cái khả năng gọi là không thể ngắm rất là lâu, nhưng mà bây giờ nó chỉ giảm xuống còn 5 giây mà thôi. 5 giây thì nó ít hơn rất nhiều so với những con robot đã được ra mắt cùng thời, à mình xin lỗi, cùng thể loại khả năng. Nhưng mà trước đó ví dụ kiểu là Pursuer đấy, mà do con này nó có hai khe cho nên là nó sẽ tăng thêm là 10 giây mỗi lần, thì nó cũng không hơn Pursuer là mấy. Và mình có thể nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là Calamity ở thời điểm này nó không còn thể hiện tốt nữa, nhưng mà với Overdrive thì mình sẽ cho các bạn thấy là nó mạnh như thế nào đó, với khả năng là các bạn không cần phải nhắm kỹ ở hồng tâm mà các bạn chỉ cần giữ cho phía đối diện đối với Calamity như này là được. Wow, Nemesis nó rất trâu nha, nhưng mà kể ngay ở khi là mình chưa có Overdrive thì nó vẫn rất là tốt. Rồi đó, bây giờ mình sẽ đứng núp sau con Hawk đấy, bây giờ mình sẽ ra này và boom, một kill rất là dễ dàng. Và Loki đã chuyển về trạng thái không thể ngắm và chúng ta đang mất dần đi quyền kiểm soát cột mốc của bản đồ, nhưng không sao, đây chỉ là test server thôi các bạn ơi. Và boom, rất tiếc các bạn không phải là của mình, nhưng mà không sao, rất là được rồi. Ok, là một con Pursuer, mình sẽ cấu diện nó trước này. Và cái hiệu ứng mà Calamity nó bắn ra rất là đẹp đấy. Bây giờ mình sẽ đi giải phóng cột nhưng mà không ăn thua. Thật ra thì con Orochi này nó là thuộc tập đoàn SpaceX, nó được mua bản quyền khả năng đặc biệt của những công ty khác và sau đó thì được họ tối ưu lại để biến thành một con robot. Mình nghĩ sẽ là meta, nhưng mà meta nhiều hay không thì còn phụ thuộc vào Psionic nữa. Trước tiên thì mình sẽ chơi những cái gameplay trước, sau đó thì ở gần cuối video mình sẽ đưa ra cái cảm nghĩ của mình, những cái chia sẻ của mình về con robot này nha. Rồi, boom, double kill, rất là dễ. Và đây các bạn ơi, sau khi mà mình kích hoạt được Overdrive, mình sẽ cho các bạn thấy được rằng là Calamity nó sốc sát thương ở cái mức gọi là cực gần vào một con Fenrir với 50% lượng giảm sát thương nó là khủng thế nào nhá. Trước tiên ấy, thì mình cứ để mình cấu diễn nó một chút đã để cho nó sợ nha. Đấy, mà không phải là nó sợ đâu, mà là mình sợ mới đúng lúc nó ra thì mình lại chạy vào các bạn ơi. Rồi, rồi mình đợi cho robot Orochi có hai khe này, sau đó mình mới đi ra này. Đấy. Rồi, Overdrive được kích hoạt này này. Và sát thương nó chưa cao đâu, nhưng mà các bạn phải đợi một lát. Kích hoạt thêm khả năng lần thứ hai này. Đấy, và sau đó thì mình chạy về với cái việc là chúng ta lợi dụng cái tốc độ chạy của Orochi áp đảo so với Fenrir. Cho nên là mình ra tấn công, sau thì mình lùi vào mà khiến cho Fenrir không thể nào đuổi được mình. Đó chính là cái lợi thế của những robot cơ động so với những robot không cơ động mấy. Rồi bây giờ mình sẽ diễn tiếp nha. Đấy, mình sẽ tiếp tục hồi lại khẩu Calamity, sau thì mình sẽ ra mình châm một lần luôn. Đây, mình có cho này. Và dash này. Đó, sau đó thì mình sẽ áp sát này. Đấy, áp sát nha.
và thêm một lần nữa này, và boom, một mạng. Các bạn thấy chưa, 75% sát thương cộng thêm cho hai khẩu Calamity với sức sát thương qua một thời gian thêm một chút nữa ở cái vũ khí tích hợp sẵn và khả năng không chọn được mục tiêu và tăng tốc độ chạy thì Orochi có thể ăn được Ferrier rất là dễ dàng. Và boom, double kill, các bạn thấy chưa? Nhưng mà sau đó thì mình cũng phải chết thôi, tại vì là lượng máu của mình còn khá thấp và cũng như là trận đấu của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Cái hay nữa của Orochi so với những con robot có cái khả năng đặc biệt giống như vậy, ví dụ của Pusu ấy, là khi mà Orochi nó kích hoạt khả năng, nó sẽ được lướt thêm một lần nữa. Nó giống như kiểu là các bạn chơi những robot Dash, kiểu là Kumihu, Bugazari, Strider hay là Haichi. Đấy, những con robot như vậy thì nó cũng tương đồng. Và mình sẽ sử dụng Nucleon trong trận đấu này nhá. Lướt lên này và bắn vào Hawk. Đó, sau đó thì mình sẽ chạy về. Mình đã khiến cho Hawk kích hoạt khả năng đặc biệt. Đó, sau đó thì mình sẽ lùi về để khi mà nó mất đi, nó hạ cánh thì mình sẽ đi ra này. Đấy, và tấn công. Không đủ sát thương các bạn ơi, không đủ sát thương. Nếu như pha này mà không có hai đồng minh của kẻ thù ấy thì mình đã lao ra mình giết con Hawk rồi. Và boom, ok, last stand là kích hoạt này. Mình sẽ đi ra đây để giúp đồng minh một chút. Boom, boom. Đối với cái vũ khí tích hợp của Orochi thì mình không thích cái cơ chế của nó lắm. Cái cơ chế của nó là nó sẽ bắn ra những cái viên tên lửa, nó giống như kiểu của Ao Quang ấy. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó không mạnh. Thực ra thì nếu như nó được cái gì đấy tốt hơn nữa, ví dụ như kiểu là cái tia điện của Ao Queen hay là cái lửa được phun ra từ Ao Chun thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ đẹp hơn. Còn như kiểu này thì nó thế là bình thường quá. Mình sẽ gửi phản hồi lại cho Pisonic về cái việc này, xem là họ có cái ý kiến của mình hay không. Rồi, kích hoạt thêm một lần nữa này. Và con Na trên kia cũng đã bay lên rồi. Sau này mình sẽ quay lại để mình lấy cái cột, tại vì là team chúng ta đang thua về số cột. Mình sẽ không giải phóng cột mốc ở cánh trái để cho trận đấu được kéo dài ra hơn. Từ đó mình sẽ chơi được triệt để những 5 con Orochi. Đây, mình sẽ áp sát này. Đối với những cái khẩu vũ khí không vô hạn ấy, vô hạn đạn, ví dụ kiểu là Nucleon, Quaker hay là Atomizer, thì ngay cả khi các bạn áp sát thì tất cả những cái viên đạn, mặc dù là nó bị khi nóng lên nó sẽ vẫn không bị lệch, mà nó sẽ đều bắn được vào mục tiêu, tại vì là các bạn áp sát mà. Đấy, thì nó sẽ không giống như là các bạn khi ở ngoài. Và đây các bạn này, Overcharge được kích hoạt để 3 khẩu và boom, một kill, giết Full Jin rất là nhanh. Đấy, có Full Jin thực ra là nó cũng mỏng nữa, nhưng mà nếu có trâu hơn thì cũng không thể nào mà chịu được cái lượng sát thương của mình gây ra nha. Rồi, và mình sẽ không hồi máu luôn, mình sẽ giữ lại một chút, tại vì nếu bây giờ mình hồi máu ấy, thì mình sẽ mất đi cái Overdrive, cho nên mình sẽ giữ lại. Đây, và bây giờ mình sẽ chơi với con robot này. Robot có Ken Aegis, hai khẩu vũ khí Cryo hạng trung ở ngay trên đầu được vươn ra, chắc chắn đó chính là Typhon chứ không phải là một con robot nào khác. Bây giờ mình sẽ vào chơi luôn này. Đấy, nhưng mà nó hơi lag một tí, các bạn có thể thấy là cái biểu tượng wifi ở phía cánh phải trên cùng cạnh chữ menu nó hơi lag, cho nên là mình sẽ cố gắng hết sức có thể nha. Và ôi giời, đâu rồi, đây rồi, đây, và boom, ok, cũng đã giết được. Và sau thì mình sẽ lướt thêm một lần nữa và boom, triple kill rất là dễ dàng đúng không? Rồi, ở nhà sau thì mình sẽ phải chết rồi các bạn ơi, không còn đường sống nữa rồi. Ok, thì có lẽ là mình sẽ đổi sang con robot khác ngay, chứ không phải là Orochi này nữa. Rồi lại lag các bạn ơi, lag quá. Có cái lẽ là mình sẽ di chuyển để gần cái vị trí phát ra tín hiệu tốt hơn. Tiếp theo mình sẽ sử dụng Calamity này. Tuy nhiên mình đã thích dùng mấy cái vũ khí cũ như này. Exodus mình đã test trong cái video hôm nọ, và hôm nay là Calamity.
Đấy, và thật ra là Calamity nó có một cái yếu điểm khi mà nó đối đầu với những con robot có khả năng không bị ngắm như này. Khi mà robot không bị ngắm nó quay trở lại cái trạng thái ban đầu ấy, thì Calamity nó sẽ phải mất thêm tầm 3 hoặc thậm chí là nhiều hơn nữa giây nhé, 3 giây hoặc thậm chí là nhiều hơn để có thể ngắm được, và sau đó nó mới bắt đầu khai hỏa, cho nó không phải là giống như những cái vũ khí thường. Rồi bây giờ mình sẽ bắn này, phase shift. Và ôi da, các bạn ơi, đau quá. Mình sẽ hồi máu một chút này, và mình sẽ ngắm vào con robot khác, sau đó thì quay lại luôn con Orochi để không mất đi cái khả năng lock con, khóa chặn. Đó thì mình sẽ rút lui và bắn vào con Anchun. Rồi rồi, bây giờ mình sẽ đi vào trong này, bắn tiếp này. Rồi, ok nha, đợi đợi các bạn đợi này, Anchun có gì nó có sẽ rồi, Anchun bay lên rồi, và sau mình sẽ kích hoạt khả năng để Anchun không thể bắn được mình, và đồng thời bấm Advanced Repair Unit đó, và sau đó thì mình sẽ đợi cho Anchun lúc hạ cánh xuống mình sẽ lao ra để mình giết nó bằng cách như thế này này, và boom triple kill. Và sau đó là con hawk mà cái nào đó, con hawk không bắn trúng mình đấy, con hawk bắn trượt rồi, khả năng ngắm của hawk quá kém, và sau đó thì mình sẽ kích hoạt luôn last stand của hawk rất là dễ dàng. Sau đó thì mình sẽ đợi cho khả năng đặc biệt hồi lại, mình sẽ boom, mình sẽ dùng nó để cho Hawk không thể nào bắn được vào mình. Sau đó mình chạy vào trong cover, chạy vào trong bức tường để nấp, và đợi sau khi Hawk đáp xuống đất không còn vũ khí tích hợp sẵn thì mình lại lao ra và boom Rampage. Rất là buồn cười các bạn ơi, khi mà một con Orochi với Calamity của mình nó hạ được địch rất là buồn cười. Và sau đó thì mình sẽ phải đối đầu với một con Saranga của Michelle. Shell không, Shell không chơi rồi, chỉ có Saranga đẩy Shell đi thôi, nhưng mà mình sẽ đối đầu với Saranga, nhưng mà cái là không cân một tí nào, thực sự là không cân nha, thì mình sẽ cố gắng này. Đây mình sẽ cố gắng một chút nha. Rồi mình sẽ lợi dụng cái yếu điểm của Jordan, đó chính là nó sẽ không thể nào bắn được vào mục tiêu khi mà mục tiêu áp sát nó, và ngay thậm chí mình cũng không thể mà bắn được vào mục tiêu. Đây các bạn nhìn này, đây này, Jordan sẽ không thể nào bắn được chúng mà được vào mình đấy, các bạn thấy chưa, các bạn thấy nó sẽ Jordan nó sẽ cắm thẳng xuống đất và nó không bắn được vào mình, và mình cũng không ngắm được các bạn ơi, mình bắt buộc mình phải đi lùi lại để mình có thể ngắm được, nhưng mà đồng thời là mình cũng sẽ bị dính sát thương luôn đó. Và ok mình chết rồi. Ok, gameplay cuối cùng với con robot này mình sẽ sử dụng là Redeemer, và để xem là ba Overcharge Unit nó sẽ mạnh như thế nào. Last stand kích hoạt này. Ôi thôi thôi thôi, đủ rồi các bạn ơi, quá đủ rồi. Overcharge đã được kích hoạt vĩnh viễn trong trận đấu. Boom, một kill. Mình sẽ hỏi một chút này. Cái lý do mà mình không thích Redeemer mặc dù là nó rất mạnh, đó chính là cái sát thương của nó là sát thương kiểu kiểu như là sát thương của nó kiểu như là nó được ổn định qua mỗi lần bắn ấy, kể cả các bạn đứng ở khoảng cách nào sang mới nữa, ví dụ kiểu là 10 mét hay như là 200 mét hay thậm chí là 350 mét thì cái sát thương của nó vẫn ổn. Chính vì là cái sát thương của nó ổn qua từng cái khoảng cách như vậy thì dẫn đến cái việc là các bạn cái ép mạng cũng sẽ khó hơn. Đây mình sẽ sử dụng Redeemer, các bạn xem này, rằng là mình cái ép mạng nó khó như thế nào. Những cái vũ khí nó có sát thương đầu ra nó cao hơn trong khoảng thời gian ngắn ấy thì chắc chắn là nó sẽ cái bạn tốt hơn. Và và boom, triple kill. Đấy. Rất là dễ, và sau thì mình sẽ chơi này. Ok, không 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 ăn được tại vì là Shell nó ăn mất rồi. Ây da, mình không chạy được các bạn ơi, nhưng không sao, mình sẽ trả thù nha. Boom, một mạng. Và boom. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất khó để có thể cái được mạng bằng Redeemer nữa. Thật ra các bạn biết cách căn ấy thì không sao, nhưng nếu các bạn bắn 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 liên tục như vậy thì sẽ, mình nghĩ là còn tùy thuộc vào mỗi người nữa. Boom, 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 boom. Ok đấy, còn như chưa, mình bắn liên tục như vậy thì rất khó để cái được mạng. Nhưng mà cái khẩu Redeemer này nó hay là sát thương của nó ở đầu ra mỗi lần không phụ thuộc vào khoảng cách nha. Rất nhiều vũ khí cái sát thương của nó được phụ thuộc vào khoảng cách, ví dụ như kiểu là Nucleon hay là Calamity là những cái vũ khí khác. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng qua Calamity, vũ khí ưa thích của mình trong video test server hôm nay. Boom, ok. Thật ra thì cho những bạn nào mà đang tự thắc mắc rằng là hôm nay test server có mở không thì test server không mở,
mà là mình sau khi mình test Soranka thì mình test luôn sang Orochi cho các bạn xem. Chứ trực cái đến cái video, đến cái hôm mà bạn xem được cái video này thì là test server nó chưa mở đâu. Oh wow, mình chưa thấy có một con invader nào nó dùng cả cái khả năng đặc biệt để nó rút lui về. Nhưng mà rút lui về xong thì nó bị nó bị khóa chặn, à khóa chân hay là làm bất động bởi đồng minh của chúng ta. Và sau đó thì mình sẽ tiến đến và kiểm soát cầm mốc rất là dễ dàng này. Đấy, Overdrive vẫn chưa được kích hoạt. Và ui, con này trâu quá, ba người bắn cùng một lúc này mà vẫn không ăn thua này. Rồi, invader đã đẩy Raker lên và mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái tia đàn áp giả sát thương. Và boom, ok. Sót thì mình gặp một con Blitz. Ok, Blitz này đã sử dụng khả năng đặc biệt này, mình sẽ... Rồi ok, mình đã đợi nha, mình không khai hỏa luôn mà mình đợi cho nó kích hoạt cái Overdrive của mình. Và sau đó thì boom, double kill. Đó, và đây là một Soranka. Và đây cũng là một Soranka tiếp. Rồi mình sẽ đến này. Và Overdrive được kích hoạt nha, 75% sát thương được tăng lên nhưng mà không ăn thua các bạn ơi. Và sau đó thì ok, sẽ được kết thúc. Thì đó là toàn bộ gameplay về Orochi ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ đưa ra những cái cảm nghĩ của mình trước. Thứ nhất là cái tên gọi Orochi đã theo mình tìm hiểu được thì sẽ có hai phương án. Thứ nhất là huyền thoại Orochi, đây là một cái truyền thuyết, là một con rồng hoặc là một con rắn 8 đầu 8 đuôi, là một trong đây là truyền thuyết của Nhật Bản với tên gọi là Orochi gì ấy. Cái tên đầy đủ của nó rất là dài nhưng mà người ta chỉ chọn ra Orochi thôi là tên của robot trong trò chơi. Đấy là một con rồng hay là một con rắn 8 đầu 8 đuôi trong truyền thuyết của Nhật nha. Hoặc là Orochi nó là một cái địa điểm ở cái thành phố gì đấy ở Nga mà các bạn cũng biết rồi. Nga là cái Nga công ty trụ sở chính của Panasonic là người Nga, họ thành lập nên và họ đã trụ sở chính ở Nga. Có thể là ở cái vùng Orochi đấy có một cái sự kiện gì đấy hoặc chúng ta không biết họ đặt tên, hoặc là do cái truyền thuyết của Nhật Bản họ đặt. Cái thứ hai nữa là về cái hỏa lực. Hỏa lực thì hai vũ khí hạng trung, hai vũ khí hạng nặng thì nó cũng rất là tốt. Các bạn cũng biết rồi, Aochu nó biểu diễn cái sát thương tốt như thế nào thì Orochi sẽ tương tự hoặc thậm chí là mạnh hơn. Và hai robot này đều có cái khả năng giống nhau, đều là không thể chọn mục tiêu, đều rất cơ động. Một con thì bay trên không trung với địa hình tốt, và con thì lướt trên nền đất và sau đó thì đi lại rất là tốt. Và thứ hai nữa là đều có khả năng sát thương qua thời gian đối với Aochun và Orochi. Thật ra thì Orochi ở cái bản test server thứ hai này nó đã bị giảm sức mạnh rồi. Cụ thể là cái khả năng, cái thời gian hoạt động của khả năng đặc biệt mỗi lần dùng nó là giảm xuống còn 5 giây chứ không phải là 7-8 giây như lần đầu tiên nữa, cho nên là chúng ta cũng đã đỡ lo hơn. Và bằng với cái việc là 5 giây như vậy thì cái khả năng mà Orochi nó bá đạo cũng sẽ bớt lại. Thì theo mình nhá, Orochi nó chỉ là bản nâng cấp của Pusur mà thôi. Thay vì là các bạn sử dụng 3 vũ khí hạng nhẹ thì các bạn có 2 vũ khí hạng nặng. Thay vì là chỉ là đi bộ, đấy mình dùng từ là đi bộ, khi mà các bạn kích hoạt khả năng thì các bạn sẽ có thêm một lần lướt, và các bạn sẽ lướt trên nền đất luôn chứ không phải là các bạn đi giống như kiểu là Pusur nữa. Thay vì là các bạn có 2 khe module thụ động thì nay các bạn đã có 3 khe module thụ động và một số những cái bonus thêm được nâng cấp từ Pusur lên Orochi. Thì theo mình là con robot này vẫn sẽ bị counter bởi một số thứ, ví dụ như kiểu là Quantum Vader, cái mắt thần này đấy, hoặc là các bạn nên trang bị thêm Anti Control thực sự đấy, tại vì là nó con này mà lượng máu nó không cao, mà một khi các bạn đã bị kích hoạt, bị kiểu thủ kích hoạt Quantum Raider mà các bạn không quen Anti Control các bạn chạy thì nó sẽ càng phế hơn. Và cũng như là cái phi công huyền thoại Yang Li của Aochun nó sẽ rất là hiệu quả khi đối đầu với robot này. Tóm lại là khi robot này được ra mắt ở bản chính thức thì mình nghĩ rằng là rất nhiều người sử dụng, rất nhiều người sở hữu Aochun với phi công huyền thoại Yang Li sẽ mang lại chiến trường thì có thể trị con robot này tốt hơn. Và các bạn nghĩ sao về robot này? Đừng quên bỏ lại một cảm nghĩ ở phía dưới phần bình luận. Thấy hay thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh, kèm theo là nút thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào về gameplay, về giveaway mà mình đăng tải trên kênh trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.